Hả, cô chú chơi bây giờ chơi chơi với lại hả mấy bạn nhỏ tới chơi để tắm xong này nè. Trước cái video clip này nè, Ngọc xin nói cho các bạn một cái này. A Trùy á, hiện tại bây giờ là nó đang ở với ba nó nè, chừng nào nó về phải không, cuối tuần này nó mới về. Cái thứ hai á, không có phải là A Trùy là lúc nào mình cũng quay nó lên video y như một cái chuyện bình thường được. Chừng nào nó qua chơi, nó chơi với con chay rồi mình mới quay được, chứ đâu phải là quay thường ngày. Hồi nãy Ngọc đọc được một cái comment, lâu Ngọc ít bao giờ vô cái kênh của con chay đọc comment lắm, tại vì là hả không có biết lúc nào nó có bình luận, có mở bình luận hay không, nên là cũng không có vô để kiểm tra nữa. Nhưng mà nãy nó kiểm tra cái video clip mới nhất của chay là chay nó đạp xe đạp mà nó mặc bộ đồ pyjamas á. Không có đọc được một cái bình luận của cái bạn kia là nói hả chị sao không có thấy chị Ngọc quay A Trùy nữa. Chắc là hình như là giờ con chay A Trùy nó đánh chay rồi, cái chị Ngọc không thật không cho quay A Trùy lên nữa, không cho chay chơi nữa. Rồi có mấy có khi là sau cái video Ngọc chị Ngọc đánh A Trùy. Còn đọc trong bình luận đó, Ngọc thật sự là mắc cười luôn các bạn. Mắc cười. Chúng là gì á trời, các bạn ơi. Các bạn biết cái việc mà đánh con nít ở Mỹ á, thí dụ như Việt Nam mình khác nha, các bạn mà đánh con nít ở Mỹ một cái á, trời ơi, cái tuổi con chay nè, bây giờ nào A Trì đã bằng tuổi chay nè, thí dụ như mà nó con chay nó đi ra đường ha, ai quýnh nó, các bạn nghĩ là nó có về nó mét học không? Nó đủ tuổi để nó mét học rồi đó. Mà các bạn nghĩ mà Ngọc mà đánh con A Trì một cái đó là nó về nó mét mẹ nó, thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với Ngọc đây? Cái này là ở Mỹ nha các bạn. Cái gì là số 1 ở Mỹ, con nít là số 1 ở Mỹ. Nếu mà nói về vấn đề luật pháp không đó là mình đã không dám đụng cho nó rồi. Chỉ cần chưa có sự cho phép của Ngọc mà ai dám lại đụng con chay một cái là Ngọc có thể kiện người ta được liền rồi. Đừng có nói tới mà để đi đánh con người ta, là một cái điều nó quá vô lý. Không ai dám đụng tới con nít hết. Trước khi muốn cho con Ngọc ăn cái gì á là phải xin phép ý kiến Ngọc trước, Ngọc cho rồi mới được cho ăn. Còn không cho, còn chưa có xin phép Ngọc mà cho con Ngọc ăn đó, là nó có bị cái gì hay là ai sao Ngọc có thể dùng cái đó để kiện Ngọc. Nói ở đất nước Mỹ này cái gì cũng kiện được hết, nên không phải là một cái đất nước đơn giản mà để muốn làm cái gì con người ta mà làm, mà để nói là hả con chay nó quýnh ân cha Trì, nó quýnh chay rồi cái không cho, rồi không cho con chay chơi với A Trì rồi, hoặc là Ngọc sau video Ngọc quýnh A Trì. Mắc cười quá, quá mắc cười luôn á. Nếu mà ai đã nghĩ cái như vậy thì nói thiệt chứ Ngọc chưa kịp quýnh là chắc cái lòng dạ của các bạn là cũng là có suy nghĩ là chắc các bạn ai quýnh con các bạn cũng đánh con ta rồi đó, thấy không? Chứ gì nữa, phải từ si bụng ta ra bụng người chứ gì nữa. Ngọc nói thiệt luôn chứ còn mà lỡ buồn thì Ngọc chịu. Còn ai mà tự nhiên cái hai mấy đứa nít quýnh nhau mà cái người tức giận rồi cái đi quýnh con ta, trời ơi, khó hiểu quá đi. Đó nên là Ngọc muốn dành cái thời gian này nè, nhút xíu thôi, nói chuyện cho mọi người nghe về một cái sự vô lý của một cái bạn cơm mình, quá là vô lý. Đố cô chú tháng này tháng mấy? Đây là đầu tháng 7 đó cô chú nha. Cô chú coi đầu để làm cái video clip này để lưu lại là đầu tháng 7 năm 2021 là chay phải mặc áo phao để đi chạy xe đạp ngoài đường, tại vì trời hay là ấy vô mặc quần không? Không mặc quần à? Tại vì trời gió lạnh quá cô chú ơi. Ê, có mặc quần ở trong nhưng mà mày nói quần dài á kìa. Quần dài để cho đỡ lạnh không? Ok, con thích vậy phải không? Trời ơi, gió cô chú. Nếu mà mình đi ra ngoài nắng đó mình ngồi thì mình thấy nó ok ấm. Còn mà mình đứng ở trong này ha, nó lạnh. Trời đất ơi, không biết nó bị ảnh hưởng của... Nghe nó có bão gì đó nên là ảnh hưởng. Sao nó vậy? No. Có mà, con có mặc quần mà. Cô nói sao mày không hiểu cái ý con vậy trời. Thôi đạp đi ra ngoài đường đi. Đồ này nó tự chọn luôn á cô chú, nó tự chọn không? Nó nói mẹ cũng muốn mặc đồ này. Rồi đi, đạp đi. Sao cái chân dép mẹ? Ôi trời. Được chưa? Mặc vậy cho nó an toàn cô chú biết không? Có gì hả, đang nóng cái món ấy nó ăn, má công nó bệnh nữa chứ. Thà ấm đi, thà ấm ấm cho cái phổi tốt hơn. It's not going anywhere. Làm sao con? Ai khoan, chờ chút. Ai con, sao con? Hả, đi vô để cột cái đầu tóc nó lên, lấy cái này đẹp đội lên cho nó đẹp ra cô chú nè, thấy không? Thôi, ôi, ai mà đạp xe mà mặc đồ kiểu đó không?
Con chó hồi nãy nó làm gì con? Chú chó. À, hai con chó hả? Con nói đi, hai con chó. Con chó. Oh, Cooper. À, là con chó rồi, con chó Cooper. Bữa nãy con chó nó làm gì con? That dog just licked me and he just licked me kisses. À. That's how you lick. Con chó đó nó liếm con rồi nó hung con rồi hả? Mom, that's what you call it. Licking or kissing. Đúng rồi, mình phải nói là liếm hoặc là hung hả con? Mà con chó khi mà nó liếm có nghĩa là nó hung mình đó hả con? Hay ghê ta, sao biết hay vậy? Ai chỉ á? À, mà ai dạy con á? Thì sao con biết là chó nó liếm là nó hung mình? À, tại vì con vuốt ve nó hả? Trời ơi, con sắp đụng mẹ rồi, sắp đụng mẹ rồi. Vì lẻ quá vậy, mẹ đi sụt lùi mà con chị nhanh quá rồi mẹ té làm sao? Hàng ngày mà đi chay, đi ấy với chay á cô chú. Mà quay video clip cho chú, cô chú coi là cũng giống như đi tập thể dục vậy đó cô chú. Hả chay ha? Chay đi tập thể dục là chay đạp đạp xe, còn mẹ đi tập thể dục là mẹ đi bộ. Nhà su nào? Su nào? Bà su nào? Có nhiều su quá. Sớm này có ba không có su lận. À, Susan đó hả? Nhà của Susan là đằng kia. Nhà của Susan gần nhà của ông Wilson đó. Nhớ không? No. I'm talking about Sue. Su nào? Bà Su mà có con mèo quá hả? Yeah. Để bà Su với con mèo nhà bà nè. No. Chứ sao? I'm talking about the silver kitty cat. Đó, nhà bà Susan thì mẹ nói gần nhà ông Wilson ngay chỗ cái góc đường đó. Cái góc đường quẹo đó con đi lộn đường rồi mà con qua nhà bà làm gì vậy? Trời, con rất là thích nhà bà hả? Ừ. Có nhà có gì mà thích dữ à? Nhà bà với nhà mình con thích nhà ai hơn? Candies and he have candy wonders. Thấy chưa, nhà bà có candy phải không? Nhà có kẹo phải không? But I just really liked it when it was dinner. Then I was eating the meal. Hồi bữa con qua nhà lúc mà bà ăn tối rồi con ăn chung với bà luôn hả? Bà cho con ăn cái gì? The hamburgers. The hamburgers hả? Có nghĩa là the hot dog á hả? Uh-huh. Rồi con có ăn không? Yeah, it was really good. Ngon lắm hả? Ừ. Yeah, but move. Nói chuyện với mẹ, tránh ra. Tránh ra. Cho I'm con. Không được, cho con chạy. Con cứ chạy. No. Nó nhỏ thôi, cho con chạy. Nói rõ lên. Trời ơi, cái đồ cục tóc đẹp quá thôi. Tự nhiên hồi nãy đi về cái là nó gỡ ra cái tóc hai bên rồi, chứ cái tóc hai bên dễ thương lắm á cô chú. Sao điện cái này quay nay quay mờ ta. Đúng rồi, con gỡ tóc con ra. Cái gì? Mẹ nhớ không mẹ? Mẹ nhớ không mẹ? I got the bracelet of sticking it on and then it sticks. Ai mua? The sister. Chị nào? She when I was playing with her. The blocking is the blocking. Bây giờ con kể mày nghe nè, hồi bữa con nhớ con đi cai giác với lại cô Diễn không? Rồi con What we need? Dì Yến đó, dì Yến là chị của dì Nhi là dì của con ông bé Mia đó. Ừ. Nhớ không? Dì Yến mà con đi cai giác chung á. Con nói she is my friend nào. Nhớ không? Mà con hồi bữa là sao mà con rớt xuống sông à? Uh-huh. I was too scared to go playing. À, con chòm phải không? Con chòm con. Yes. À, con chòm con lụm cái gì đó con bị té xuống sông luôn phải không? Uh-huh. Rồi con có sợ không? Sợ ít hay sợ nhiều? Sợ nhiều hả? Rồi cái dì Yến nhảy xuống hả? Dì Yến nhảy xuống dì Yến bơi chụp con hả? Rồi có muốn dừng ở đây đi đá không? Bến xưa lối cũ nè, bước xuống đi lên cục đá đi. Đường xưa lối cũ có
con sông. Đó. À. Chạy mà nó đã thích ăn cái gì rồi đó là nó ăn xong lần ha. Nó chưa ăn hết nữa nó chạy lại. Nói mẹ mẹ, mày nhớ là con ăn xong này là mày cho con ăn cái nữa nghe mẹ. Nó ok. Dặn nó nha. Xong rồi cái là cho nó ăn xong đã, cái là ăn xong là nó ngán luôn rồi. Rồi tại vì đang ăn phân nửa thấy ngon cái chạy lại xin tiếp. Cái tiếp theo. Mẹ ăn sao? Nói tiếng Việt coi. Hôm qua dạy ăn sao? Nắm gì? Nắm con. Nắm gì? Con. Cái này là cái gì? Finger. Không phải, cái bàn này bàn gì? Bàn gì? I don't know. Bàn. I don't know. Cái này là cái gì? Lỗ gì? Đúng đây. Đúng rồi, bàn này bàn gì? Bàn gì? Finger. Rất là đúng quá. A piggy. Bàn tay. Bàn tay. Nắm gì? Nắm con. Nắm gì? Nắm con. Không có nắm con, nắm tay con. Nắm tay con. Nói lớn lên. Mom, I'm breathing, I'm... Nói lớn lên, nắm tay con. Nắm tay con. Đúng rồi, phải nói lớn thì mình nghe cái vỗ tay mình, lỗ tay mình nó dội lại mình mới nhớ được. Nói rõ ràng, lớn đàng hoàng. Ủa không đi đá nữa hả? Mom, that's how we get in the block. À, cái đó là cái cách mà mình đi đá đó. Con mặc áo đó, con có nóng chưa? No. À, mà nóng một chút xíu thôi à. A little bit nóng nha cô chú nha. A little bit numb. À, đầu tiên là phải sụt lùi lại. À, rất là khó để sụt lùi hả? Ê, bà ngoại Việt Nam đâu rồi? Con không biết bà ngoại đâu hả? Bà ngoại lâu quá chưa qua phải không? Con nói sao? Bà ngoại sao? I said I'm gonna come over with the ice creams and toys. À, bà ngoại nói vậy hả? I really like those ice creams. Ờ, con thích ăn con kem hả? Uh-huh. Kem gì? Kem. I have three kems. Then now I have all of the kems. Then he have it. Ai? Vincent. Ồ, oh, Vincent hả? Vincent ăn hết kem của con luôn hả? No, he didn't come over. À, Vincent không có qua nhà mình chơi. Mà con có cho Vincent đi cuộc sống Mỹ không? Yeah. Cô cho Bali đi cuộc sống Mỹ không? No. À, không cho Bali đi hả? Sao không cho Bali đi? Mom, you're not in Michigan. À, phải nói đi Michigan chứ không phải nói đi cuộc sống Mỹ hả? Biết sao không? Tại vì Vincent ở Bali nó hay nói là cuộc sống Mỹ. Nên là mẹ nói cuộc sống Mỹ cho Vincent với Bali hiểu. Còn con là mình phải nói Michigan mới được hả? Hay dữ người ta. Mình là mình ở đâu? First I gotta go back là đầu tiên là tôi phải sụt lùi lại. Bây giờ now I'm gonna hit your mom, my mom. First I'm gonna go back and then I'm gonna hit my mom. Phải không? À, mẹ mạnh quá nên còn phải đi cái hướng khác hả? Bye bye. À, mày đứng đây phải không? Ok, bye chị đi. Have fun. Có một con đường à, mà lúc nào cũng quay video clip cho cô chú hết đó. Mà mỗi cái video clip là mỗi cái câu chuyện mang một câu chuyện mà khác nhau. Cũng là con đường đó, lối cũ đó, hàng cỏ đó, con chay đó, con mẹ ăn chay đó. Mà những câu chuyện lại là những câu chuyện khác nhau. Đi đâu hả? Thôi thôi mày đi nha. Bye chị đi. Bye. Đi à. Trốn rồi đây, trốn rồi. Coi nó có thụt lùi lại không nha. Coi nó có thụt lùi lại không nha. Đó là chạy lại kiếm. Chạy lại tìm kiếm. Chạy lại tìm kiếm. Gương mặt giận dữ. Gương mặt giận dữ. Nó chưa thấy Ngọc đứng đâu nữa. Giận. Để coi nó có thụt lùi lại chiếc xe lại đây. Để nó chạy đi về đường cũ không nha. Coi coi đâu. Thật lùi, càng thật lùi.
bắt đầu thụt lùi quay đầu xe, ngồi đây chờ, đang quay đầu xe, đang tới đó, tới giận rồi quay đầu xe giữ gì à? gì vậy? Giận rồi, giận chay rồi, rồi có mặc cái đầm mà mang cái ủa cả khoác là hả? Nóng hả? Đây đây nè 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 rồi rồi nhảy cho mẹ coi coi. Trời ơi, trời đất ơi, nay mua được cái micro nhảy rồi nhờ cô chú nè. Làm sao con? Con đứng xa xa ra đây, đứng xa xa ra đây giùm cho mẹ coi, đứng xa xa ra đây. Rồi, nhảy coi làm sao ha. Ê trời trời. Ê trời trời. Mom, I hurt my arm. Sao con bị đau đâu? Để mày coi coi. Because I was giving it. Let me see. Quá hay luôn.